Hello, hello, xin chào anh em, mình là Kỳ Anh đây, cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nhé. Hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn cho các bạn cái dự án Solana Swap. Đây là một cái dự án mạng BSC mọi người nhé. Các bạn đọc cái Solana Swap là các bạn cứ tưởng là mạng Sol nhưng không phải nhá. Đây là mạng BSC. Dự án này September đến October ngày mùng 10. Đấy là kết thúc, sau đấy thì trả sau nhé các bạn nhé. Sẽ nhận được 500 triệu Sol Swap và 100 triệu Sol Swap rep, kinh quá. Nó cho cứ khoảng mấy trăm triệu nhìn sợ lắm ấy. Số không còn không biết đọc thế nào luôn ấy. Cho ít thôi cậu ơi. Cho một hai coin nhưng mà giá trị 100-200 đô cũng được. Cho thế này thì khác gì về rồi tội tính số không ấy, không biết tính thế nào luôn ấy. Nhiều người không có tính được đâu. Mệt ghê cơ đó. Rồi mắc mớ gì mà tự dưng lại lấy cái tên là Soul Swap. Không lấy cái tên khác đi, phải không? OC 71 LV hả? Sai. OC 71 IV. Sai nốt. Ủa mà bố mày. Bực mình đã vỡ vẩn còn làm kêu cơ. I6L 8E6. Lần này mà không đúng nữa ta ném vào mặt mày ấy. Đây nó có mấy cái đơn giản thôi các bạn nhé. Thì chúng ta chỉ cần theo dõi mấy cái group này thôi. Join group này. Nói chung là cái dự án này mới thôi. Cũng thấy web, cũng có web, có các thứ đấy mọi người ạ. Đây. Nhưng mà mình cũng không đánh giá cao cái dự án này. Đấy, nói chung là chúng ta gọi là gì nhỉ? Mình hay gọi là đánh nhầm hơn bỏ sót đấy mọi người. Tại vì những cái dự án ở mạng BSC rất là dễ lên sàn nha mọi người. Đấy, giá cả thì chưa biết thế nào nhưng mà rất là dễ lên sàn. Đây, đấy, nó cũng thiết kế theo kiểu chắc là copy paste thôi. Mình nghĩ cái thiết kế kiểu này. Đấy, cũng thiết kế cũng trộm đâu đây. Dự lít hot bit MXC này. Đấy. Không biết là trộm code ở đâu nhưng mà mình thấy khá là đơn giản, sơ sài. Đấy, đánh nhầm hơn bỏ sót nha mọi người. Đây, Red Dream. Có vào tắc bạn bè không nhỉ? Tắc ba bạn bè hả? Don, mình đã theo dõi rồi. Theo dõi Twitter, Red Dream ở Pinterest và dán vào tên. Ok, chúng ta dưới này chúng ta tắc ba bạn bè vào nhé. Ok chưa? Rồi quay lại chúng ta sẽ vào profile. Các bạn copy lấy tên nhé. Nó hỏi tên thì mình sẽ dán tên. Chúng ta sẽ bật cái ví MetaMask lên nhé. Copy lấy ví MetaMask nhé. Matic cho các thứ kệ nó, tại vì là nó cũng chỉ là một ví thôi mà. Chúng ta không lo lẫn nhầm lẫn đâu mọi người nhé. Đây nó chỉ một ví này thôi. Rồi ấy, chúng ta sẽ copy paste vào đây. Đây các bạn nó bảo ví BEP20 đây, chứ không phải ví Solana nhé. Đấy, mình cũng hay nhầm lẫn đấy. Nhiều lúc mình cứ thấy tên của nó là Solana Swap, mình cứ tưởng là ví Solet, nhưng mà không phải, ví là ví BSC mọi người nhé. Ok, link mình sẽ để ở bên dưới video phần mô tả hoặc là phần hiển thị thêm cho các bạn cùng tham gia dự án này nhé. Đánh nhầm còn hơn bỏ sót nha mọi người. Đấy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ ủng hộ mình nhé.